Chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng trao đổi với những cái chuyên gia, với những người đang có liên quan tới cái một trong căn bệnh nào đó, để chúng ta có thể có thêm nhiều cái cách để đề phòng, phòng ngừa cũng như tìm ra những cái nguyên nhân đó, chúng ta có cách chữa trị tốt hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi một cái chủ đề rất là quan trọng, đó là bổ sung canxi hiệu quả đúng cách, tránh tác dụng phụ bằng bộ ba canxi nano D3 MK7. Ngay bây giờ quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0896 509 509 để được tư vấn miễn phí quý vị nha. Có thể nói canxi nó rất quan trọng đến cơ thể chúng ta. Trong một con người là một cái bộ khung xương, nó quan trọng thế nào, giống như là một cái nền móng ngôi nhà vậy. Nếu chúng ta không bổ sung tốt thì sau này chúng ta bị loãng xương, thậm chí sau này chúng ta sẽ có những cái hậu quả rất nghiêm trọng đến cơ thể của mình. Và Việt Nam được liệt kê trong một trong những cái nước mà có khẩu phần ăn thiếu canxi nhiều đó thưa quý vị. Canxi nếu bổ sung không đúng thì nó cũng gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng, mà không bổ sung thì nó còn càng nghiêm trọng hơn nữa ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia của chương trình, đó là bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Trần Quang Đạt, nguyên trưởng bộ môn châm cứu khoa Đông y Đại học Y Hà Nội. Xin chào bác ạ. Vâng, xin chào nghệ sĩ Quyền Linh, xin kính chào quý vị khán giả. Cùng với hai khách mời ngày hôm nay đó chính là chú Đặng Đức Thắng, 60 tuổi. Chào chú ạ. Xin chào Quyền Linh. Dạ. Người thứ hai đó là Thái Ly. Chào anh Quyền Linh. Xin chào bác sĩ và xin chào tất cả các quý vị đang xem truyền hình. Tôi là Thái Ly, năm nay 40 tuổi. Đến với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng có rất là nhiều băn khoăn, mong muốn được bác sĩ giải đáp. Vấn đề của tôi gặp phải ngày hôm nay đó là bị chuột rút, nhất là khi về đêm ạ, và khi sáng dậy, hoặc là những cái lúc ngồi lâu thì cảm thấy chân tay rất là bị tê bì và mỏi chân tay, mỏi lưng. Đôi khi còn rất là bị cảm thấy hoa mắt, chóng mặt nữa. Theo như tìm hiểu thì tôi có biết là mình bị có thể là thiếu canxi, và tôi cũng đi xét nghiệm thì mình bị là thiếu canxi trong máu. Tôi cũng có bổ sung thêm vitamin D dạng viên uống đó ạ. Nhưng mà cái vấn đề gặp phải đó là bị táo bón và bị nổi mụn rất là nhiều. Thế nên là tôi cũng dùng không được thường xuyên lắm. Và ngoài ra thì mẹ của tôi cũng bị bệnh loãng xương. Bà cũng có bổ sung vitamin D nhưng mà nó lại gây ra cái sơ vữa động mạch ạ. Thì tôi muốn hỏi bác sĩ là có một cái cách nào đó để mà mình bổ sung canxi mà lại không gây ra những cái tác dụng phụ, cũng như là mình không bị sống chung với những cái triệu chứng mệt mỏi khó chịu cho cơ thể được không ạ? Đó là cái chia sẻ từ Thái Ly. Còn bác thì sao ạ? Tôi bị căn bệnh loãng xương, thoái hóa cột sống. Cái căn bệnh này ấy, nó đã hành hạ tôi suốt một thời gian. Vận động mạnh cũng đau, đêm ngủ dậy tê bì chân tay, về đêm ấy trở mình cái là đau nhức xương cốt, mất ngủ. Đặc biệt là khi mà đi lên cầu thang ấy, hoặc xuống cầu thang cứ một vài ba bước lại phải dừng nghỉ. Thế là tôi cũng tìm mọi cách để làm sao cho nó đỡ. Thì nó thực ra ấy, là tôi uống canxi D, thì uống bệnh tình nó cũng đỡ đỡ, nhưng nó lại phát sinh luôn là bị táo bón, và tôi lại có tuổi rồi bị trĩ mới khổ. Thế là tôi liền đi đến thăm khám bác sĩ. Bác sĩ bảo tôi là bị bệnh loãng xương, thoái hóa cột sống lưng, đau lưng và thoái hóa xương cốt. Thế thì phải bổ sung canxi, nhưng bổ sung nó phải đầy đủ các thành phần canxi nano D3 MK7 thì nó mới có hiệu quả và hết táo bón. Như vậy là nãy hai khách mời chúng ta cũng chia sẻ cái câu chuyện liên quan đến gọi là thiếu hụt canxi ha. Thưa bác sĩ, vậy thì canxi có vai trò quan trọng như thế nào đối với cơ thể? Canxi là một cái chất rất cần thiết của cơ thể để cấu tạo nên các cái cấu trúc tế bào. Toàn bộ xương khớp cuộc sống của chúng ta đều phải có cái canxi, 99% là phải có cái canxi. Thế còn 1% canxi thì nó nằm ở trong các cái mạch máu, các cái mô, các cái tổ chức khác của cơ thể chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy là nó rất quan trọng trong việc cấu tạo, tái thiết cái cấu trúc của cái cột sống cũng như xương khớp chúng ta. Canxi tham gia vào cái quá trình mà hoạt động của hệ thần kinh, các cái hoạt động của hệ tim mạch. Chúng ta thấy cái quá trình mà đông máu là phải cần có cái canxi, hay là cái tim cần đập. Đối với người lớn
Thì chúng ta thấy nếu như khi mà thiếu canxi, chúng ta thấy vừa rồi thấy là bác cũng đã mô tả rồi, thì ở cái tuổi 60 trở lên thì bắt đầu các cái tế bào nó cũng bắt đầu thoái hóa. Thế thì có cái thoái hóa nó mất các cái canxi. Hai nữa là có thấy xuất hiện là cái tê bì, tê ở cái tay, cái chân. Một cái điển hình của thiếu canxi nhất là cái tetanus, tức là cái co giật khi thiếu canxi. Như vậy thì có cái chuột rút này, có cái cứng bê này. Và cái biểu hiện nữa là cái táo bón là cái thường xuyên. Và rất nhiều các cái biểu hiện khác nữa sẽ có ảnh hưởng đến tim mạch, sẽ có ảnh hưởng đến giấc ngủ, sẽ có ảnh hưởng đến các vấn đề về nội tiết, về sinh lý vân vân. Thế còn đối với trẻ con thì chúng ta thấy là khi mà thiếu cái canxi trong cái lúc mà đang lớn lên thì trẻ con bao giờ nó sẽ có biểu hiện rất rõ là đấy là những cái mà da mồ hôi nhiều. Cái hai là thiếu canxi thì chúng ta thấy là cái trẻ mà còi xương này, suy dinh dưỡng này, chậm phát triển về chiều cao, chậm phát triển về trí tuệ vân vân. Như vậy thì cái canxi hết sức cần thiết, và làm thế nào để chúng ta có thể bổ sung cái canxi cần thiết ấy cho cơ thể của chúng ta. Nói như vậy để thấy được rằng là canxi rất quan trọng cho bắt đầu từ thai nhi trong bụng mẹ cho tới người lớn tuổi luôn. Vậy thì bao nhiêu canxi trong cơ thể người là đủ? Và trong cơ thể người, nó canxi nó từ đâu sinh ra? Và nếu như ta bổ sung á, thì những cái canxi như thế, những cái nguồn cung cấp canxi trong cơ thể đủ chưa? Chúng ta có cần bổ sung thêm không ạ? Mỗi ngày chúng ta thì cần là khoảng độ 1.000 mg, tức là 1 gram cái canxi cho một người trong 24 giờ trong cả ngày. Và cái nguồn canxi này thì nó từ đâu ạ? Thì anh Quyền Linh vừa hỏi tôi thì chúng ta ăn vào từ cá, từ thịt, các cái chất rau xanh, sẫm màu ấy. Nhưng thực ra chúng ta ăn có ăn nhiều lắm. Ăn thật nhiều vào nó cũng không hấp thu được nổi 1 gram. Và như tôi nói ban đầu, nó chỉ hấp thu được 50% cái số mà chúng ta ăn vào. Nếu như cái sử dụng như hàng ngày thì chúng ta vẫn là có cái thiếu canxi. Quyền Linh hỏi tôi là bao nhiêu cho đủ? Nếu như ở cái tuổi mà sơ sinh chẳng hạn, mới trẻ từ 2, 3, 4 tuổi đến 6, 7, 8 tuổi, 9 tuổi chẳng hạn, thì cái lúc này nó khác. Nếu như 2 tuổi thì nó chỉ cao được 75cm thôi, nhưng mà đến 3 tuổi nó cao nữa, 4 tuổi nó cao nữa. Và như vậy thì nó có cái khẩu phần canxi cần thiết này, các bác sĩ chuyên về dinh dưỡng sẽ cho cái liều lượng canxi cho thích hợp. Thế khi mà cái người trưởng thành thì chúng ta nói là 1 gram là đủ. Ở nữ giới thì ở cái độ tuổi sinh đẻ, cái lượng canxi cần không phải là 1 gram nữa, mà từ 1 gram 2 cho đến 1 gram rưỡi. Cả nam cả nữ sau 50 tuổi rồi thì nó giống nhau thôi. Cần từ 1,2 cho đến 1,5 gram canxi. Thực phẩm ăn uống hàng ngày nó sẽ không thể đầy đủ cái lượng canxi vào trong cơ thể. Tôi cũng được khuyên là nên sử dụng cái canxi thực phẩm chức năng. Theo bác sĩ là tôi có nên bổ sung cái thực phẩm canxi chức năng hàng ngày hay là khi nào cần thiết mới sử dụng ạ? Cái thực phẩm chức năng mà có canxi thì chúng ta phải lựa chọn cái thực phẩm nào nó có cái canxi nào hợp lý. Ngành y người ta mới nói là phải lựa chọn cái canxi tốt. Cái canxi tốt tức là khi chúng ta bổ sung cái canxi này vào, nó sẽ đến những cái nơi nó cần đến. Tức nó đến ngay xương nhưng nó không đến cái ruột, nó không đến cái thận, nó không đến cái mạch máu, đến cái mô cơ. Mà nếu như bằng cái thức ăn hàng ngày chúng ta ăn vào, nó không đáp ứng được cái việc này. Bổ sung canxi, một là chúng ta phải bổ sung vào tùy từng cái thời gian một. Đối với tuổi trẻ này, tuổi sơ sinh này, tuổi trưởng thành này, giờ cái tuổi thành niên này, người cao tuổi. Bây giờ thì xin mời khách mời chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Mắc cười quá. Ông ơi, lên tiêu chí ông coi cái này vui nè. Mỗi ngày tôi cho một niềm vui. Trời ơi trời, trời nè coi nhưng mà bà biết là tại vì muốn ra được. Bây giờ là trưa rồi, tại sao bà không nghỉ ngơi, bà ngồi đây bà ca rồi bà nói mỗi ngày rộn niềm vui rồi rối sớm người ta nghe được, người ta không nghỉ ngơi được, người ta la mình luôn á. Giống trời đó, thấy không nè trái gió trở trời là cái tay bà nó lúc nào nó cũng nhức cái đơn đúng không, nó tê hết trơn đúng không? Đúng rồi, tay tôi giống như dự báo thời tiết vậy đó, trời lạnh lạnh cái là tê tay đau nhất, cầm không có cảm giác cái nè. Ngày mai tôi chở bà đi khám bệnh xong rồi vợ chồng mình đi vòng vòng chơi vậy đó, giống như hồi còn trẻ vậy đó, bà chịu chưa? Thôi em ơi, đợi ông nhắc á, là con Thư nó dắt tôi đi khám rồi. Rồi bà đi khám bệnh rồi bác sĩ nói sao? Thì bác sĩ nói tôi á là phải ăn uống cho đủ chất. Hình như là tôi bị thiếu canxi trong xương đó. Rồi bà, cái bệnh thiếu canxi là cái gì mà cái bệnh này nó có nguy hiểm không đó ta? Ồ, bác sĩ nói cái bệnh thiếu canxi nó có những cái triệu chứng như thế này. Sao? Là bị chuột rút nè. Đúng rồi, tay tê. Răng vàng ố nè. Mất ngủ nè. Rồi có tay tê. Móng tay dễ bị gãy nè. Tê tay nữa. Thì đau nhức tay chân.
Tôi nhớ là tôi có uống canxi mỗi ngày mà. Mà sao lại bác sĩ nói tôi bị thiếu canxi trong xương là sao ta? Bà dùng không có đúng liều lượng, không đúng cách của nó. Nó khi mà sử dụng nhiều quá, bà uống nhiều quá thì nó cũng không đúng. Mà bà uống ít quá thì nó cũng không, nó cũng không, không có nên. Ông nói cũng đúng đó. Ừ. Ừ. Nhiều khi mình uống uống canxi mà không đúng cách. Ừ. Ha. Hoặc là dư thừa canxi. Ừ. Thì hậu quả như thế nào? Nguy hiểm không ta? Trong tình huống thì nhân vật có nhắc đến là nếu như chúng ta không bổ sung canxi, thiếu hụt canxi thì nó sẽ có những biểu hiện như thế nào và có nguy hiểm hay không. Thêm một câu nữa là nếu như mà chúng ta bổ sung quá nhiều canxi, nó thừa canxi thì hậu quả thế nào? Thiếu nó thì đơn giản nhất thì nó sẽ xuất hiện một vài cái triệu chứng mà anh Quyền Linh và các vị khách mời đã chia sẻ rồi. Là các bệnh nhân có thể thấy táo bón hay có thể thấy là mất ngủ, này, chuột rút ở dưới chân, vân vân. Nếu như trẻ con nó không phát triển được chiều cao, cân nặng và cái trí tuệ. Nhưng mà bây giờ bổ sung thừa có được không? Cái gì thừa nó cũng không tốt đấy. Tạo thành những cái sỏi ở thận, sỏi ở các cái mô, sỏi ở các cái mạch máu, sỏi. Nó làm thành các cái xơ vữa mạch cứng hơn. Và nó gây những cái bệnh lý, có thể là bệnh lý của tim phổi. Và nó cũng có ảnh hưởng đến một số các cái tuyến khác ạ. Ví dụ những cái tuyến giáp trạng chẳng hạn, các cái tuyến thượng thận chẳng hạn, vân vân. Bác thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân, vậy thì bác có thể cho biết là những cái sai lầm nào mà khi mà bệnh nhân thường bổ sung canxi? Cái sai lầm đầu tiên là cứ uống bừa, uống phứa tất cả. Cái mách canxi là cứ có canxi là uống. Cái thứ hai là chúng ta uống thì chúng ta lại uống vô tội vạ, nó không theo cái liều lượng chỉ dẫn. Cái giai đoạn uống lại cũng lại bị có cái sai lầm. Nếu như chúng ta có đi khám, chúng ta biết được cái người cao tuổi hay người này khác là có cái mức độ loãng xương độ mấy thì các bác sĩ người ta sẽ tư vấn cho chúng ta cụ thể trong cái đơn thuốc sẽ bổ sung như thế này, cái kia. Phải lựa chọn cái canxi tốt. Thế nào là canxi tốt? Cái canxi tốt tức là khi chúng ta bổ sung cái canxi này vào, nó sẽ đến những cái nơi nó cần đến. Từ gần đây thì các nhà khoa học người ta nghiên cứu, người ta dùng cái canxi nano. Canxi nano là một cái canxi mà được bào chế với cái kích thước là siêu nhỏ, đưa vào nó đến trực tiếp cái xương và nó hướng cho đi vào cái xương. Canxi nano là rất tốt rồi, nó có thể đến được xương hay không lại phải có cái khác, lại phải có cái ông cầm lái, cái ông lái tàu, ông lái thuyền, lái xe đưa cái ông này đến đúng cái vị trí cơ, lại phải có cái K2 cơ. Vitamin K2 còn có tên khác là cái MK7. Nếu như có hai cái loại này không, cũng chưa đến đích được, lại phải gắn kết hợp với những cái thành phần khác nữa. Lại phải có D3. Bởi vì chúng ta thấy là cái ánh nắng mặt trời nó rất nhiều D3. Nếu như cái trẻ nào mà thiếu cái ánh nắng mặt trời thì da nó xanh đã đành rồi, nhưng mà xương nó không phát triển. Và như vậy thì có cái bộ ba này cũng chưa hẳn đã tốt, lại phải có thêm những cái chất. Đó là kẽm, đó là đồng, đó là mangan, đó là silic. Như vậy thì có nhiều các cái chất này vào thì tạo thành được một cái thực phẩm chức năng tốt cho những cái người mà có vấn đề về xương khớp, đặc biệt là những cái người mà từ cái tuổi trung niên trở đi, từ cái người cao tuổi. Vâng, thưa bác sĩ, là cơ thể của con người thì không tự tổng hợp được canxi, các nguồn ăn uống thì cũng không đủ lượng canxi vào cơ thể đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có khuyên là mọi người nên sử dụng canxi qua đường ăn uống và dùng những cái thực phẩm chức năng canxi. Vậy thì xin bác sĩ hướng dẫn cái cách mà bổ sung canxi hiệu quả, an toàn mà lại tránh được các cái tác dụng phụ được không ạ? Chúng ta dùng cái canxi mà có an toàn và nó không có cái tác dụng phụ thì tốt nhất có cái bộ ba của cái nano canxi này, vitamin D3 này và cái MK2 của cái Vĩnh Cốt. Ngày uống thì 2 viên, sáng viên, chiều viên, và uống trước bữa ăn nửa tiếng hoặc sau bữa ăn 1 giờ. Và cách sử dụng cái sản phẩm này là có thể từ 1 đến 6 tháng. Chúng ta có sản phẩm Vĩnh Cốt Vinh Giang, nó yên tâm rồi, có đầy đủ tất cả mọi cái dưỡng chất cũng như là những cái chất mà cần đưa canxi vào đúng cái nơi mà cần dùng. Thưa bác Thắng ạ, thì nãy giờ nghe câu chuyện rồi chắc là bác cũng yên tâm ha. Bác này chắc cũng ổn định về gọi là xương cốt ha. Thấy nãy bác chia sẻ rất là thấy khỏe. Bác có thể cho chúng tôi biết kinh nghiệm khi mà bác điều trị căn bệnh thiếu canxi thế nào? Thì tôi thật tình cờ, cái cô Lê Phương ấy thì ở gần nhà, cô giới thiệu tôi cái sản phẩm Vững Cốt. Thế là tôi xem cái sản phẩm Vững Cốt này là thế nào, thì nó có luôn bộ ba
canxi nano, vitamin D3, MK7. Thế là tôi mua và tôi uống liền 2-3 tháng. Uống xương cốt của tôi đỡ đau hẳn đi. Cái bệnh thoái hóa cột sống là cũng không bị đau nữa, không bị đau lưng nữa. Thế là tôi lại thoải mái ra công viên tập luyện thể thao, vui đùa với con cháu, không bị đau xương khớp. Lên xuống cầu thang bây giờ không phải dừng như ngày xưa mà lên một mạch xuống một mạch. Lại hay nữa là như này, nó không bị táo bón. Thành ra tôi có thể sử dụng được dài. Mà tôi biết không táo bón ở đây là nó nhờ MK7. Thế vậy nhân tiện đây có bác sĩ thì tôi muốn hỏi bác sĩ, vậy MK7 là cái gì và liều lượng uống của nó như thế nào và cách sử dụng nó như nào cho hiệu quả? Cái MK7 thực chất nó là vitamin K2. Trong cái vitamin K2 ấy, thì nó có nhiều nhóm, nhóm MK4 và nhóm MK7. Cái nhóm MK4 thì nó hấp thu canxi và nó gắn cái canxi rất là kém. Cho nên là các vị này họ dùng cái MK7. Cái MK7 này thì nó là một cái chiết xuất từ ở trong một cái thành phẩm là từ đậu tương lên men. Theo cái phương pháp chiết xuất lên men của Nhật Bản, cái MK7 nó là cái nơi nó đưa cái canxi đến cái đích cần đến, tức là nó đến các cái xương, bổ sung các cái xương, tức là giống một cái người cầm lái đưa cái ông tinh thể nhỏ, tức là nano canxi ấy, đến đúng những nơi cần đến. Đấy là cái quý nhất của cái MK7. Cái thứ hai là trong cái MK7 này, người ta lại thấy nó làm tiêu đi các cái mỡ, các cái ứ thừa ở trong các cái mao, những cái mao mạch hay những cái động mạch do những cái tế bào gốc tự do không được tiêu thủy, nó đứng nó lơ lửng trên đấy thì nó tạo thành các cục máu đông, thì cái ông MK7 này ông cũng lại tiêu hủy luôn cả cái mỡ này. Cho nên cái tác dụng vừa là đưa cái nano canxi đến đích, vừa là tiêu thủ các cái mỡ thừa ở trong cái thành mạch, trong các cái mô. MK7 nó còn giúp cho cái tăng collagen và giúp cho cái hệ tim mạch. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững Cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. Bạn bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh, thấp khớp. Người già thoái hóa mắt. Bạn bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6, kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não, sau tai biến mạch máu não do sờ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ông làm gì à? Trời đất ơi trời, bà nhìn nó hay vậy? À hiểu nhớ rồi. Nhớ ông bác sĩ bữa đi khám đúng không? Nói bậy bạ, tự nhiên nhớ gì. Ê, nhưng mà công nhận bác sĩ đẹp trai thiệt á nghe. Thấy không, tôi nói đâu có sai đâu, đúng không? Cái miệng ông cười có dư gì đâu á. Bởi vậy, lúc bà đi khám bệnh nè, về tôi gặn tôi hỏi con bé Thư nè. Nó nói mẹ đi khám bệnh đó, bà biết không? Không có chú tâm cái gì hết trơn về bệnh tình của mẹ, mà chỉ có mẹ nhìn ông bác sĩ không. Thì đó, bác sĩ nói tôi là thấy tôi khỏe, tôi trẻ, tôi đẹp so với lứa tuổi của tôi. Ông thích không? Thích chứ. Đó, nhưng mà ông nói sao bị thiếu canxi, nếu mà không bổ sung kịp thời á thì tôi sẽ bị xương nó sẽ mau lão quá, lúc đó tôi sẽ không còn nhanh nhẹn linh hoạt nữa. Tôi nhớ nhiều đó thôi à. Nghe tôi nói cho bà biết nè,
Tôi đã gọi điện thoại nó hỏi bác sĩ trực tiếp rồi. Bác sĩ nói với tôi rằng tại bà sử dụng canxi không có đúng cách. Bây giờ bà phải sử dụng canxi đúng cách ngay và luôn. Sử dụng canxi hồi trước giống như bà là sai. Canxi nó phải có chất vitamin D3 dạng MK7. Như vậy là canxi nó mới hấp thụ vô xương tối đa. Như vậy nó mới có hiệu quả. Bà hiểu chưa? Bây giờ tôi hỏi ông nè, canxi nano nè, MK7 nè, D3 nè, nó có ở đâu? Và những lứa tuổi khác nhau sử dụng liều lượng như thế nào mới gọi là đủ? Để trả lời câu hỏi của bà, tôi sẽ cho bà thấy một cái sản phẩm bất ngờ trước mặt bà. Tan 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 tan. Dưỡng cốt. Đây là sản phẩm dưỡng cốt. Nó có ba hợp chất. Canxi nano, MK7, vitamin D3. Nó bảo đảm là nó hấp thụ dưỡng chất canxi cho bà rất là tốt. Bổ sung canxi cho bà rất là tốt. Liều lượng dùng sao? Liều lượng thì sẵn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Qua tình huống thì nhân vật trong tình huống đặt câu hỏi là cái bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 là có từ đâu? Các độ tuổi khác nhau khi dùng canxi nano, vitamin D3, MK7 như thế nào? Liều dùng thế nào là đủ? Mong bác sĩ chia sẻ. Cái vững cốt thì trong có cái bộ ba này rồi. Công ty Vinh Gia thì người ta có nhiều các cái bộ bộ ba này cho từng cái đối tuổi. Nếu như là trẻ con từ 0 tuổi cho đến 9 tuổi thì người ta có một cái bộ nó gọi là Previptin, thì có thể dùng ngày 2 viên, sáng viên, chiều viên. Còn cái lứa tuổi từ 10 đến 18 tuổi thì là cái gọi là cái Viptin. Cái Viptin thì là dùng cũng tương tự là từ 1 viên buổi sáng, 1 viên buổi chiều, uống trước bữa ăn một nửa tiếng hoặc là sau bữa ăn 1 giờ. Và cái thứ ba là cái vững cốt, là cái dùng cho tất cả các độ tuổi mà đã thành niên cho đến cái người cao tuổi. Ngày uống thì 2 viên, sáng viên, chiều viên. Vâng, thưa bác sĩ, thì để bổ sung canxi hiệu quả cho cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai, xương vững chắc thì mình nên dùng cái sản phẩm vững cốt. Theo bác sĩ thì cái trường hợp của tôi là bị tê bì chân tay, tê mỏi chân tay đấy ạ. Thì có nên dùng không? Dùng như thế nào để cho tăng hiệu quả? Bạn dùng cái vững cốt có được không? Tôi chắc chắn rằng là cái là rất tốt cho với bạn. Và cái liều dùng thì trên bao bì cũng đã ghi, nhưng tôi xin nhắc lại, bạn có thể sử dụng là một ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên, uống trước bữa ăn nửa giờ hoặc là sau bữa ăn 1 giờ. Bạn có thể dùng từ 1 đến 3 tháng, đến 6 tháng, và khi nó cải thiện rồi thì bạn có thể tạm ngưng hoặc bạn có thể dùng thêm, đấy là tùy theo bạn nhé. Lên thấy rằng những người cao tuổi ở Việt Nam đó thì thường người ta gọi là sống chung với lũ đó, sống chung với bệnh xương khớp như loãng xương. Đây là một trong những bệnh toàn cầu rồi. Có phải là do họ không biết bổ sung đúng cách? Vậy thì hôm nay bác sĩ có thể chia sẻ điều gì với họ? Thì muốn bổ sung hợp lý cho cái canxi để chúng ta có cái bộ xương chắc khỏe, thì từ phần đầu của chương trình chúng ta cũng đang đề cập đến cái bộ ba, trong đó có cái canxi nano, nó có cái MK2, rồi nó có cái D3 và có nhiều các cái chất khác nó tốt cho cơ thể, nó tốt cho bộ xương. Ngoài ra, phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh nên bổ sung viên uống Kiều Xuân, bởi vì trong cái viên uống Kiều Xuân ấy có nhiều các cái estrogen thảo mộc. Cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ sẽ là những cái câu hỏi mà khán giả gửi trực tiếp về cho bác sĩ. Xin chào bác sĩ, tôi năm nay 45 tuổi, dạo gần đây tôi thấy hay bị chuột rút. Ngủ dậy rất là mỏi chân tay, phải xoa bóp một lúc thì mới đi lại được. Móng tay tôi thường xuyên bị giòn và dễ gãy, hay bị bốc hỏa và vòng kinh thấy ngắn lại. Nhưng mà máu kinh ra rất là ít, chỉ hơn một ngày là sạch rồi. Đây có phải là biểu hiện của thiếu canxi hay không? Và tôi nên làm cái gì để khắc phục? Bác sĩ có thể giới thiệu sản phẩm Vững Cốt Vinh Gia giúp bổ sung canxi hiệu quả, vừa an toàn trong cái trường hợp này không ạ? Có thể những cái triệu chứng mà chuột rút của bạn này, rồi cái rối loạn về kinh nguyệt thì cũng có thể là cái biểu hiện của cái thiếu canxi và cái loãng xương. Và bạn ấy hỏi tôi là có thể sử dụng được cái vững cốt không, thì chắc chắn là đây là một cái sản phẩm rất là tốt cho cái xương cốt và bổ sung cái canxi cần thiết để tạo cái xương cốt, thì bạn có thể sử dụng được ạ. Ở cái tuổi đã 45 thì chúng ta cũng biết là từ 40 tuổi trở đi thì cái nội tiết tốt nữ nó giảm rất là nhiều, và những nhiều người thì cũng có thể là mãn kinh sớm. Phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh nên bổ sung viên uống Kiều Xuân, bởi vì trong cái viên uống Kiều Xuân ấy có nhiều các cái estrogen thảo mộc. Thưa bác sĩ, tôi năm nay 55 tuổi,
đã bị tiền loãng xương và đang gặp rất nhiều cái biểu hiện như là thiếu canxi, buồn bực, chân tay đau mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp dọc các xương ống chân tay đó, giấc ngủ cũng chập chờn. Tôi đang uống viên vượng cốt vinh gia, viên uống kiều xuân được nửa năm nay thì thấy tình trạng đau mỏi không còn nữa, giấc ngủ thì cũng có thể khỏe ra, ngủ tốt, da dẻ cũng tươi sáng hơn. Xin hỏi tôi có nên dùng lâu dài sản phẩm này được không ạ? Bạn sử dụng cả hai cái sản phẩm ấy đều tốt. Cái thứ nhất là cái vững cốt giúp cho cái hệ xương chắc khỏe. Còn cái thứ hai là cái kiều xuân thì trong này có rất nhiều các cái tiền nội tiết tố, nó giúp cho cái hệ nội tiết của bạn ấy tốt hơn. Cho nên bạn có thể sử dụng cả hai sản phẩm này lâu dài là được ạ. Vitamin Plus hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống. Vững cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương. Tôi đã có giải pháp tốt hỗ trợ giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bạn bị hoa mắt, chóng mặt, ù tai, đau nửa đầu. Bạn bị tê bì chân tay, viêm dây thần kinh, thấp khớp. Người già thoái hóa mắt. Bạn bị stress, căng thẳng thần kinh dẫn đến khó ngủ. Thực phẩm chức năng Vitamin Plus với các thành phần chính như cao blueberry, ginkgo biloba, fusutamin, riboflavin là vitamin B2, pyridoxin là vitamin B6 kết hợp với natri chondroitin sulfat mang lại các công dụng giúp tăng cường lưu thông máu, giúp tăng cường tuần hoàn não trong các trường hợp đau nửa đầu, thiếu máu não, sau tai biến mạch máu não do sờ vữa động mạch, giúp giảm tình trạng sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ, stress, mất ngủ do căng thẳng thần kinh. Vitamin Plus giúp hỗ trợ điều trị tê bì chân tay, dị cảm đầu chi, giúp giảm các biến chứng thần kinh và mạch máu ở bệnh nhân đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Sản phẩm này còn giúp hỗ trợ điều trị đau dây thần kinh, đau mỏi lưng và vai gáy, đau do thoái hóa xương khớp, nhức mỏi mắt. Vitamin Plus giúp tăng cường lưu thông máu và bảo vệ hệ thần kinh. Sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia, 116 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội. Liên hệ 1900545439. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sử dụng sản phẩm chứa bộ ba thành phần canxi nano D3 MK7 giúp bổ sung canxi hiệu quả đúng cách và tránh tác dụng phụ đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay chọn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0898616001 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0938315XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0898616001 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Qua câu chuyện ngày hôm nay, chắc chắn rằng Phát Thắng cũng như là Hoàng Ly sẽ có thêm nhiều cái kinh nghiệm để chúng ta có thể bổ sung canxi, hoặc khán giả cũng có thể bổ sung canxi đúng cách và hiệu quả. Chúng ta đừng để thiếu canxi để cái hậu quả xảy ra với cơ thể chúng ta cũng rất là nghiêm trọng. Một lần nữa thì cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt bổ sung vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Canxi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe mọi người, từ trẻ em đến người lớn. Khi cơ thể bị thiếu canxi sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu trước mắt và lâu dài, đặc biệt là với sức khỏe xương khớp. Theo các chuyên gia, cần bổ sung canxi hàng ngày lượng đủ và đúng mới đảm bảo hiệu quả phòng chống bệnh tật và tăng cường sức khỏe bằng cách áp dụng 5 nguyên tắc sau đây. 1. Sử dụng canxi nano. 2. Kết hợp canxi nano với vitamin D3 và MK7. 3. Chọn sản phẩm bên cạnh bộ ba canxi nano, vitamin D3, MK7 cần chứa thêm các dưỡng chất thiết yếu như magie, kẽm, đồng, boron, silic, mangan, DHA. 4. Lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng độ tuổi để lượng canxi và các dưỡng chất bổ sung được tính toán cân đối và phù hợp nhất. 5. Đừng quên bổ sung canxi hàng ngày cho bạn và cho con bạn, ngay từ hôm nay càng sớm càng tốt, tốt nhất là từ khi còn trong bụng mẹ. Hãy chú ý bổ sung tích cực ở những giai đoạn mà cơ thể cần canxi nhiều hơn. Theo cách này, các bệnh xương khớp và các vấn đề khác do thiếu canxi sẽ được đẩy lùi hiệu quả. Sau khi được bác sĩ tư vấn thì tôi đã lựa chọn phương pháp bổ sung canxi an toàn và hiệu quả bằng cách sử dụng sản phẩm Vững Cốt có chứa bộ 3 canxi nano D3 MK7. Mỗi ngày uống 2 viên chia làm 2 lần. Đến nay cũng được nửa năm và tôi kết hợp với chế độ dinh dưỡng nhiều canxi khoảng vài tháng, và thực tế là hơn một tháng khi mà tôi sử dụng sản phẩm này thì tất cả các biểu hiện bệnh của tôi đã thuyên giảm một cách rõ rệt. Tôi không còn bị chuột rút, tê mỏi chân tay hay mỏi lưng nữa, đứng lên ngồi xuống cũng rất là dễ dàng,
các hoạt động cũng cảm thấy rất là thoải mái. Và đặc biệt hơn là khi tôi sử dụng sản phẩm này thì tôi không bị táo bón và nóng nhiệt nữa. Mẹ tôi thì cũng đang dùng sản phẩm này, cái mật độ xương thì cải thiện rất là tốt. Hiện tại thì mẹ tôi cũng đang duy trì vững cốt, nên là mẹ tôi cũng không cần phải sử dụng thêm thuốc loãng xương. Vì là có chứa MK7 nên là mẹ tôi cũng không lo cái bệnh xơ vữa động mạch nặng thêm. Qua đây có thể thấy việc thiếu canxi sẽ dẫn đến những hệ lụy rất nghiêm trọng đối với sức khỏe. Nếu bạn gặp phải một trong các biểu hiện thiếu canxi thì hãy có kế hoạch bổ sung cho cơ thể ngay. Tuy nhiên cần phải bổ sung canxi bằng bộ ba canxi nano D3 MK7 để đảm bảo an toàn và tránh các tác dụng phụ do dư thừa canxi gây ra.